Chào anh em nhé. Hôm nay Đức Bình giới thiệu cho anh em cái quả cao su ắc nhíp trước. Và con DU 5 tạ. Đây, cao su là bằng sắt nhé. Đấy. Mình quay một tay lên này. Thì khi nó đo nó không được ấy lắm anh em nhé. Anh em có gì thông cảm. Đây, mình kẹp vào. Đường kính ngoài của nó là 46 nhá. Đường kính trong của nó là 11. 11 chiều này của nó. Chiều dài của nó là 5 phân nhá. Đấy. Anh em mà cần phụ tùng gì thì cứ Zalo cho mình nhé, 0979951815. Website ô tô Đức Bình.com nhé. Một xe DU 5 tạ thì nó có hai quả cao su ắc nhíp trước. Rồi xin chào anh em.